Hướng dẫn chị em quy trình chăm sóc một làn da lỗ chân lông to, dầu và dễ nổi mụn. Trong video hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em chi tiết quy trình, đồng thời sẽ gợi ý cho chị em mình một vài cái nhãn sản phẩm chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng cho làn da của mình nha. Và trong các video phía trước, Hương đã chia sẻ rất là nhiều về làn da dầu, làn da thiếu ẩm, này, lỗ chân lông to và dễ nổi mụn. Nếu chúng ta có tình trạng làn da như trên thì chúng ta sẽ luôn trong cái trạng thái là bị sần sùi, này, bít tắc, này, nổi mụn, này, làn da luôn trong cái trạng thái là kém sức sống, khiến chúng ta rất là mất tự tin. Mặc dù có chị em mình đầu tư rất là nhiều tiền bạc, thời gian và công sức rồi, nhưng tình trạng này nó vẫn không hề thuyên giảm. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Đây là những bước nó vô cùng đơn giản thôi, rất là dễ thực hiện. Và những cái sản phẩm chúng ta có thể sử dụng nó cũng rất là tầm trung, dễ mua thôi. Có thể giúp chị em chúng ta xử lý cái tình trạng làn da dầu, lỗ chân lông to, giảm tình trạng da luôn bóng nhẫy và giảm tình trạng da nổi mụn nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Bước đầu tiên là chọn những sản phẩm làm sạch da. Thì các video trước Hương đã chia sẻ rồi, chúng ta sẽ cần phải hai nhóm sản phẩm làm sạch da. Sản phẩm đầu tiên chính là tẩy trang dạng nước. Hãy lựa chọn tẩy trang dạng nước dịu nhẹ thôi nhưng vẫn có thể làm sạch da thật là tốt. Và trong một ngày chúng ta có thể tẩy trang khoảng tầm từ 1 cho đến 2 lần. Thông thường với làn da của Hương ấy, Hương thường tẩy trang khoảng tầm 2 lần một ngày, tức là vào buổi sáng và buổi tối. Và đôi khi vào buổi trưa mà Hương bôi lại kem chống nắng thì Hương cũng có thể tẩy trang lại. Và để đảm bảo rằng là cái việc tẩy trang của chúng ta vẫn hỗ trợ làm sạch da này, không gây rát da này, khô căng mà chúng ta tẩy trang nhiều lần như vậy, thì một số cái nhãn sản phẩm sẽ có thể tham khảo này. Thứ nhất là có thể là Bioderma này, hay là SPR này, hay là Skinavit này, hay có thể là La Roche-Posay. Tuy nhiên là hãy lựa chọn những cái nhãn là dành cho da nhạy cảm nhé. Nó sẽ vừa hỗ trợ làm sạch da tốt hơn, đồng thời là sẽ khiến làn da chúng ta không bị căng rát sau khi chúng ta tẩy trang xong. Nhưng có một lưu ý rằng là khi tẩy trang thì hãy dùng những cái miếng bông tẩy trang dạng cốt tông này, và hãy tẩy trang đến khi nào miếng bông chúng ta chuyển sang cái màu trắng không bị vàng vàng nữa, tức là khoảng tầm là 3 đến 4 miếng bông tẩy trang thì bắt đầu chúng ta mới dừng lại quy trình. Tiếp theo là sản phẩm sữa rửa mặt. Thứ đã chia sẻ là hãy lựa chọn sữa rửa mặt dành cho da dầu, da mụn, lỗ chân lông to. Tuy nhiên sữa rửa mặt chúng ta phải lựa chọn là những cái phân khúc mà pH chuẩn để tránh làm da chúng ta bị khô căng sau khi rửa mặt xong. Điều thứ hai này có là dạng gel và tạo bọt nhưng sẽ ít thôi. Thứ ba này là khi chúng ta rửa mặt xong thì làm sao đảm bảo rằng không bị khô căng này, không bị rát khó chịu. Và thứ tư là tránh lựa chọn những sản phẩm sữa rửa mặt mà có dạng hạt quá là nhiều. Thì khi chúng ta massage kỳ cọ này, nhất là với tình trạng da chúng ta có dễ nổi mụn này, thì có thể gây ra tình trạng là lan tỏa ổ viêm này, thậm chí làm da chúng ta bị tổn thương. Một số nhãn sản phẩm chị em có thể tham khảo trên đây, ví dụ như là SPR này, Bioderma này, Skinavit hay là Clarlac. Khi rửa mặt hãy lưu ý rằng là chúng ta hãy lấy sữa rửa mặt ra tay, đánh bông để tạo bọt và lấy các sản phẩm đó massage lên trên da. Hãy dành khoảng tầm 1 phút cho vùng chữ T và khoảng tầm 30 giây cho vùng chữ U nhé. Khoảng tầm 1 phút 30 giây chúng ta mới kết thúc được cái chu trình rửa mặt. Thì chỉ cần làm sạch đúng như thế thôi thì làn da chúng ta đã thông thoáng rồi, và chị em mình sẽ hạn chế tình trạng là da bị bí bách này hay là bít tắc. Và chúng ta bôi các sản phẩm ở phía sau thì nó hấp thu rất là tốt. Bước thứ hai chính là hãy lựa chọn những sản phẩm serum cấp ẩm cho làn da. Cấp ẩm cho làn da thì chúng ta biết rồi, mình sẽ có hai bước là bước serum cấp ẩm và bước giữ ẩm, đúng không? Và trước khi bước vào cách lựa chọn cũng như một số nhãn sản phẩm chị em có thể tham khảo thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới. Đối với serum cấp ẩm thì Hương thường chia sẻ đến chị em là hai cái loại serum, một là serum có chứa HA và hai là serum có chứa B5. Nếu làn da chúng ta mà cấp ẩm bình thường thông thường hàng ngày thôi thì có thể lựa chọn HA, bởi vì phân khúc của HA nó thường chỉ khoảng tầm từ 300 đến 500 thôi, giá thành khá là hợp lý khi chúng ta sử dụng hàng ngày. Còn nếu làn da chúng ta là một cái làn da cần cấp ẩm phục hồi nhiều hơn, làn da đang thiếu ẩm này, hay là da chúng ta đang điều trị và treatment rất là nặng, thì sẽ nên ưu tiên là sử dụng serum có chứa B5, nó vừa cấp ẩm mà vừa phục hồi cho làn da. Ngay sau bước serum HA như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sản phẩm dưỡng, bởi vì là HA và B5 dù cấp ẩm và hút ẩm rất là mạnh, tuy nhiên nếu do đó chúng ta không có cái gì đó để khóa lại thì HA hoặc B5 sẽ bị hút ẩm ngược trở lại và khiến làn da chúng ta còn bị khô và bị thiếu ẩm hơn. Một số nhãn sản phẩm sẽ gửi tham khảo, ví dụ như HA này thì sẽ ưu tiên là HA có nồng độ khoảng tầm 1% thôi, bởi vì nồng độ cao quá thì có thể là bứt dính ở trên da, một số làn da cũng gặp tình trạng là bị bí bách. Chúng ta có thể tham khảo với sản phẩm là HA của nhà Skinavit này, hay là của nhà Wood & Dog này, hay của Medifa này. Đây là phân khúc rất là dễ dùng, tầm trung khoảng tầm 4-500. Còn đối với sản phẩm B5 trên thị trường hiện nay thì có thể tham khảo là B5 của nhà Brightasa, B5
B5 của nhà La Roche-Posay này, hay là B5 của SkinCeuticals, hay là của MAC8. Đối với sản phẩm dưỡng ẩm thì tình trạng da chúng ta đã là một cái làn da mà dầu này, lỗ chân lông to này mà dễ nổi mụn rồi, thì sẽ ưu tiên chọn dưỡng ẩm. Thứ nhất này là không có gây bít tắc cho làn da. Trên nhãn có thể ghi là non comedogenic này, hay có thể là for acne skin, tức là dành cho da dầu và mụn, hay là oil free, tức là không có chứa những cái dầu gây bít tắc cho làn da. Ngoài ra chúng ta sẽ nên lựa chọn những cái dưỡng ẩm mà kết cấu nó mỏng nhẹ thôi, có thể là dạng gel này, dạng lotion này, cũng có thể là dạng cream cũng được, nhưng mà làm sao để tức thời của nó có thể mỏng nhẹ thôi và không gọi là gây bí bách ở trên làn da. Tuy nhiên thì sẽ ưu tiên là dạng gel và dạng cream nha. Một số nhãn sản phẩm chị em có thể tham khảo như là em Bioderma này, thì Bioderma thường có rất là nhiều các dòng màu xanh, màu tím, màu hồng này, nhưng mà mình sẽ ưu tiên là dòng màu xanh, có thể là dòng hydrat cấp ẩm này, hay là một cái dòng kiềm dầu một xíu như thế này. Ngoài ra có thể lựa chọn là nhà Skinavit với dạng lotion, hay của nhà Polachoi với dạng gel. Có rất là nhiều nhãn sản phẩm chị em mình có thể tham khảo. Phần thứ ba cũng vô cùng quan trọng, chúng ta sẽ thêm các sản phẩm giúp kiểm soát tình trạng dầu thừa vã nhờn mà giảm tình trạng bít tắc ở trên làn da. Sản phẩm đầu tiên chúng ta nên ưu tiên đó chính là Adapalene. Sản phẩm này rất là quen thuộc với sản phẩm là Calendip MS đúng không chị em? Và Adapalene chính là một cái dưỡng xuất của vitamin A, nó có họ hàng với retinol và tretinoin. Tuy nhiên sản phẩm này sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc giảm sừng này, tập trung giảm tình trạng là bít tắc hay là tình trạng mụn rất là tốt. Và đối với Adapalene chúng ta lưu ưu tiên rằng là hãy lựa chọn kết cấu là dạng gel nhé, tránh lựa chọn dạng cream, bởi vì dạng cream sẽ phù hợp với tình trạng da thường, da khô nhiều hơn. Nếu mà vẫn sử dụng Adapalene nhưng lại dùng dạng cream thì một số tình trạng da sẽ có thể bít tắc nhiều hơn. Thì hãy tham khảo cái sản phẩm là Calendip MS này, nó rất là rẻ nhưng mà hiệu quả đem lại rất là cao. Thứ hai là sản phẩm chấm điểm mụn Benzoin Peroxide. Khi mà chúng ta gặp tình trạng mụn ẩn nhiều này, hay là da dầu thì rất dễ làm nổi tình trạng mụn viêm. Và thông thường thì mụn viêm như vậy sẽ để lại những cái sẹo, những vết thâm rất là lớn. Ví dụ như đấy, Hương đang có hai cái mụn này, thường là thâm rất là to, rất là nặng nề luôn, thâm đen luôn. Thì chúng ta sẽ nên có những sản phẩm chấm điểm mụn như vậy để giúp chúng ta khu trú ổ viêm và giảm tình trạng thâm nhiều hơn. Thì có thể tham khảo một số nhãn như là Benzac này, hay có thể là một số như là Epidio này, nó có thành phần là Benzoin Peroxide. Và ra sản phẩm thứ ba cũng vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát dầu thừa, bã nhờn, loại bỏ tế bào già cỗi, chính là tẩy tế bào chết BHA. Có rất là nhiều dòng tẩy tế bào chết trên thị trường hiện nay, có thể là dạng vật lý, dạng kỳ này, đó, hay là dạng hạt này, hay có thể là AHA. Nhưng với tình trạng là da dầu, lỗ chân lông to và bít tắc, chúng ta sẽ nên ưu tiên là BHA nhé. Bởi vì BHA là một loại tẩy tế bào chết có thể tan rất là tốt trong dầu và len lỏi vào sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta, thì từ đó chúng sẽ hỗ trợ là đào thải bít tắc ở bên trong lỗ chân lông của chúng ta. Và rất nhiều chị em mình khi sử dụng BHA đều đặn ấy, thì làn da sẽ mịn màng hơn rất là nhiều này, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, thậm chí là còn hỗ trợ chúng ta tăng sinh collagen, khiến da chúng ta săn chắc hơn. Có rất là nhiều nhãn sản phẩm có BHA trên thị trường hiện nay, có thể là BHA của Obagi này, BHA của Polachoy, BHA của Emmy này, hay là BHA của nhà Kinavit này, hay là có BHA của nhà OO. Tuy nhiên khi lựa chọn BHA thì nó có một cái điểm hơi khó một xíu, là chúng ta sẽ cần lựa chọn thứ nhất là về nồng độ này, thì nên lựa chọn khoảng tầm 1-2%. Thứ hai là có thể là về kết cấu sản phẩm. Thì ví dụ như chúng ta sẽ có dạng gel này, dạng lotion này, hay là dạng cồn này, và bây cồn ở bên trong đó. Thì đối với sản phẩm BHA mà bây cồn như vậy, tức là nền cồn, thì nó rất là mạnh mẽ ở trên da. Chúng ta cần phải thực sự cân nhắc và có hiểu biết về cái sản phẩm và làn da của mình để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm đó. Và vì hiện nay Hương đang tiếp nhận rất là nhiều các bạn khi mà chúng ta sử dụng BHA mà bây cồn như vậy, thì tình trạng da bị quá tải, bong chóc kích ứng, đỏ rát rất là nhiều, nó rất là nguy hiểm. Và nếu chị em mình còn chưa biết cái sản phẩm BHA của hãng nào mà phù hợp với tình trạng da của mình, thì có thể comment ở phía dưới, Hương sẽ hướng dẫn chị em nha. Sản phẩm thứ tư vô cùng quan trọng đó chính là sản phẩm kem chống nắng. Chị em biết rằng là nếu làn da chúng ta mà không được bảo vệ kỹ này, thì khi chúng ta tiếp xúc với tia UV, với ánh nắng mặt trời, thì đầu tiên này, da chúng ta sẽ tự tăng cái sừng lên để có thể bảo vệ. Và từ đó thì da chúng ta sẽ sần sùi hơn này, nổi mụn nhiều hơn. Điều thứ hai là nếu không được bảo vệ với tia UV thì các vết thâm sẽ nặng nề hơn và chúng ta có thể xuất hiện tình trạng lão hóa hoặc là sạm nám. Tuy nhiên với kem chống nắng dành cho da dầu, lỗ chân lông to và dễ bít tắc thì nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta lựa chọn sai thì nó có thể khiến tình trạng da chúng ta nó là cái nguyên liệu khiến lỗ chân lông bít tắc và từ đó sinh ra mụn nhiều hơn. Với kem chống nắng thì có thể ưu tiên thứ nhất này là vẫn là về kết cấu của sản phẩm, sẽ nên là những cái dạng sữa này hoặc là dạng lotion, nó sẽ là lỏng thôi. Cũng có thể là dạng cream nhưng mà kết cấu nó phải mỏng nhẹ một xíu thôi để khi bôi trên da không có cảm giác là bết dính. Thứ hai có thể lựa chọn theo cái nhãn ghi trên bao bì sản phẩm, có thể là non comedogenic có nghĩa là không gây nhân mụn này, hay là for acne skin này dành cho da dầu mụn, hay là oil free chẳng hạn. Một số nhãn sản phẩm có thể là ký hiệu là vạch xanh ấy, thì vạch xanh có thể là dành cho da dầu mụn. Một số sản phẩm chị em mình có thể tham khảo này, có thể là La Roche-Posay vạch xanh này, hay là Vichy vạch xanh này, hay có thể là của Polachoi này dành cho da dầu mụn này, hay là Bellamy
Telamide là dạng sữa này, dùng khá là ổn trên làn da dầu mụn. Rồi về thì quy trình của chúng ta có thể tham khảo này, buổi sáng sẽ là làm sạch da, serum HA này, có thể là kem chống nắng luôn, không cần thiết phải dùng dưỡng bởi vì là trong kem chống nắng đã có dưỡng rồi. Buổi trưa có thể là bôi lại kem chống nắng, còn buổi tối này chúng ta sẽ xen kẽ giữa dùng Adaprin và BHA làm sạch da này, serum HA này, đó có thể là BHA hoặc là Adaprin, sau đó là dưỡng ẩm phía sau. Và nếu chúng ta có điểm mụn viêm thì hãy chấm điểm mụn viêm một ngày từ 1 đến 2 lần bằng Benzoin Peroxide. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về một cái quy trình chăm sóc cho làn da dầu, lỗ chân lông to và mụn cùng một số nhãn sản phẩm chị em có thể tham khảo. Tất nhiên là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều nhãn sản phẩm rồi, nhưng Hương sẽ chia sẻ với chị em những cái nhãn sản phẩm cơ bản nhất để chị em mình có thể lựa chọn được dễ dàng hơn. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.